Có nhiều người lên sóng livestream sẽ thường xem chửi rủa, dùng những cụm từ rất là khó nghe. Nhiều TikToker, nhiều doanh nghiệp, nhiều chủ doanh nghiệp cũng thường có thói quen chửi bậy như vậy trên sóng livestream. Đây là một trong những thực trạng mà chúng ta nên nhìn nhận. Đây, sao khi những đoạn minh họa về những TikToker thường xuyên livestream trên nền tảng TikTok, thường xuyên dùng những lời lẽ chửi với thô bạo, thì các bạn thấy rồi đó. Đây là một trong những điều mà chúng ta nên nhìn nhận để có thể cải thiện trong tương lai. Bởi vì các bạn này không hẳn là một TikToker, cũng vừa có thể là một chủ doanh nghiệp, là một leader trong team hoặc đoạn nhóm. Nhưng nếu cứ thường xuyên dùng những lời lẽ chửi bới, phan tục, mất kiểm soát trên sóng livestream như vậy, thì thứ nhất là ảnh hưởng đến hình tượng của chính mình, thứ hai là ảnh hưởng đến góc nhìn của người nghe, của khán giả. Bởi vì nhiều khán giả hiện nay đều có những học thức, đều có tầm tri thức nhất định. Nếu như bạn không, cái người phát ngôn cứ thường xuyên nói chuyện phan tục, mất kiểm soát như vậy, thì dẫn tới người nghe còn rất là số chuyện, dần 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 không có follow, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Và một người thường xuyên chửi bậy, liên tục mất kiểm soát như vậy trong phút livestream, vậy thì đời sống thường ngày họ là người như thế nào? Một leader, một chủ doanh nghiệp, một quản lý đội nhóm, còn với những mối quan hệ xung quanh với gia đình, với nhân viên, với đồng đội mà lúc nào cũng mất kiểm soát như vậy thì có thể ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc. Không hẳn là mình sẽ làm ngược lại đồng đội của mình đâu, mà thời gian đầu tiên đội nhóm thành viên sẽ nghe những cái lời lẽ khó chịu. Nhưng mà dần dần khi mà những cái TikToker này cứ thường xuyên chửi bới bạn như vậy trong công việc thì chắc hẳn là dần dần cũng sẽ phát sinh dần cái mâu thuẫn. Vậy thì lúc này cái mối quan hệ giữa cái người mà thường xuyên phan tục mất kiểm soát đối với thành viên trong đội nhóm sẽ không tốt, ảnh hưởng tới mối quan hệ, rạn nứt mối quan hệ. Ngoài ra thì có thể thấy rằng là khi mà cái người thích tóc cơ này nè thường xuyên văn tục như vậy thì ảnh hưởng tới góc nhìn của mình, thu nhập của mình, bởi vì khán giả không quay lưng và hầu như là bị đòi và đàn sóc với lượng xã hội rất là không tốt. Đó là hai cái nguyên nhân, hai cái hậu quả khi mà cái người thích tóc cơ thường xuyên lên trên sóng livestream để mà đưa ra những lời lẽ khó nghe, ảnh hưởng tới khán giả, tới sự tận đó. Và nếu như cứ dần rất là phát hiện khó ưng, khó chịu, lớn tiếng, mất kiểm soát như vậy trong hành vi của mình thì còn ảnh hưởng tới những nhà cung cấp nữa. Bởi vì hầu như mọi người đều thích nghe những cái lời êm ái, ngọt dịu như là rót mật vào tai nói. Chứ chúng ta nên áp dụng năm giới, những điều mà mình đã được đọc trong một cuốn sách của thằng để có thể cải thiện cái nội tâm. Một, bảo vệ sự sống. Hai, hạnh phúc. Ba, tình thương đích thực. Bốn, lắng nghe và ái nữ. Năm, nuôi dưỡng và trị liệu. Chỉ khi áp dụng năm giới này thì đời sống của chị em phụ nữ chúng ta mới trở nên hạnh phúc hơn. Ngoài ra thì công việc, sự nghiệp dần dần được nuôi dưỡng, được trị liệu bằng tình thương, bằng sự sống, bằng hạnh phúc, bằng lắng nghe và những sự nghĩ sạch nghèo. Thì sự nghiệp của chúng ta, chị em phụ nữ cũng càng ngày càng thăng hoa và tỏa sáng hơn. Ô tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ở giữa hình tròn hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên trái hoặc ở bên phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.